Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông, xem nhiều xem giá rẻ nhé. Em chào bà con nha. Hôm nay Trần Anh vừa về thêm một mẫu Fortuner đời 2020, một chủ từ đầu. Nước sơn rin phủ toàn bộ. Nha cô chú anh chị nha. Hầu như chất sơn rin phủ toàn bộ, không có một dấu hiệu là sơn dặm luôn. Đây là mẫu xe lướt, mâm là mâm cây là mâm đôi nè cô chú anh chị nè. Nguyên bản của dòng Fortuner nha cô chú anh chị. Vỏ là vỏ nguyên bản luôn, không có dấu hiệu nào thay luôn. Vỏ rin theo nguyên bản nhà sản xuất nha. Xe đẹp, máy dầu 2.5 số tự động. Dòng này dẫn động toàn bộ cầu sau, form mới toàn bộ rồi. Xi nhan trên gương chiếu hậu nè, cặp gương chiếu hậu nè. Làm rất là dài, rất là to, dễ quan sát nha. Đăng kiểm tháng 11 năm 2022. Rin hết. Đâu đó nước sơn rồi phủ rin hết toàn bộ. Bốn cái vỏ mới như nhau. Chủ nhà chạy cực kỳ là giữ kỹ nha. Đây cô chú chị, mâm nè, gầm nè. Xe chuẩn chưa? Hai cụm đèn mắt liếc nguyên bản nguyên rin hết từ A đến A. Dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm và kết hợp là phay toàn bộ inox, nhìn rất là sáng nha. Và mặt cái lăng trước của em nó nè đã được phay toàn bộ inox, biểu tượng Toyota. Fortuner là một dòng xe Pro nha cô chú anh chị nha. Quá là đẹp luôn, sáng choang. Hai cụm đèn mới tinh. Được chưa ạ? Cô chú anh chị trải nghiệm vô phần nội thất cùng với Trần Anh. Ghế da là ghế da rin nguyên bản của dòng Fortuner. Dòng này vẫn trang bị cho em nó là ba dàn lạnh thôi. Phía trước 1, phía sau 2 là ba dàn lạnh nha. Ghế thông thoáng, chỗ ngồi 7 chỗ. Anh chị coi nè, mới không? Không một dấu hiệu trời luôn. Giá em này cực kỳ là thơm thảo cho bà con cô bác. Bảo hành của hãng còn nguyên bản nha. Đến 100.000 cây lận, chữ Fortuner nè. Keo chỉ hầu như rin. Xe này thì cô chú anh chị cho Trần Anh mạn phép khỏi quay keo chỉ nha. Xe lướt mà. Chỉ bàn về giá thôi, đừng bàn về chất nữa. Đẹp như nhau. Hai bên nè. Mạc tem nguyên bản của nhà sản xuất nè, rin chưa? Dưới đây chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện. Bộ ghế chỉnh điện khá là thông minh, chỉnh tay vai, chỉnh đôn hơi. Được chưa ạ? Đây là chỉnh tay vai nè. Rất là cọp nha. Vô lăng mới tinh, vô lăng thích hợp, nhiều chế độ. B là cả miếng da nè. Mở cốp nè, côn ra số nè. Đây trải nghiệm cùng với Trần Anh mẫu Fortuner này nhá. Hai chìa khóa rin nguyên bản của Fortuner còn nguyên rin nha. Lắc nhẹ là nổ máy rồi. Có rất là nhiều chế độ nha cô chú anh chị nha. Màn hình là định vị việt map là đầy đủ các tính năng ở trên chiếc xe rồi. Google Chrome. Rất là nhiều tính năng. Đây ạ, số tự động. Xe số máy hay bao lỗi rồi. Dòng này sẽ có chống chân trượt nè. Đây cô chú anh chị, Eco nè. Chế độ tiết kiệm dầu nè, Power Job là chế độ chọn nha. Đẹp chưa? Da gỗ hết toàn bộ nè. Hai bên là da. À, trang bị túi khí rất là ok nha cô chú anh chị nha. Chúng ta sẽ có khay hộc để đồ đây. Sổ sách theo xe còn nguyên bản nè. Anh chị có đời 220 nè. Mới không? Sổ sách của em nó nè. Cực kỳ là mới, hướng dẫn sử dụng. Thẻ bảo hành, cà vẹt xe. Nói chung vân vân và vân vân. Nhiều tính năng nha cô chú anh chị nha. Bao da còn theo xe, cà vẹt nè. Rất là chuẩn. Ok chưa ạ? Tắp lô, tắp bì này trang bị là hai túi khí, hai bên trụ. Con này như đâu đó 6 hay là 8 túi khí gì đó cô chú chị ạ. Tích hợp vô lăng lẫy số. Lẫy số trên vô lăng nha cô chú chị nha. Đây nè. Đó, đầy đủ các tính năng chưa? km rồi. Không hề đồng hồ, vô lăng cực kỳ là đầm luôn. Máy lạnh Trần Anh đang kích hoạt đây. Cục máy rin ơi là rin. Trần Anh kiểm tra xe này mấy túi khí cho bà con cô bác coi nha. 6 túi khí. Em này 6 túi khí nha cô chú anh chị nha. 6 túi khí trên một chiếc xe 7 chỗ. Quá là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn. 6 túi khí nha cô chú anh chị. Cực kỳ đẹp.
Phía sau chúng ta sẽ có hai băng ghế treo, treo hết toàn bộ trần, trần mới tinh nguyên bản của nhà sản xuất luôn. Cọp chưa? Cô chú chị ở Sài Gòn mua bản số nó về chạy cực kỳ sướng nha. Hai cụm đèn phía sau rồi mới là mới, led hết toàn bộ. Đây là form mới toàn diện rồi. Được chưa ạ? Đây bà con, hai cụm đèn phía sau là led hết toàn diện rồi. Phía sau là mẹ toàn bộ chrome này, biểu tượng Toyota Fortuner này. Chất nụi luôn. Đây cùng chúng anh trải nghiệm phần gầm. Đèn của em nó tôi là đèn halogen truyền thống nha. Halogen truyền thống theo dòng xe máy dầu thôi. Nè, 220 nè, phấn son 7 màu nè. Phấn son 7 màu của ABS nè. Cục máy rin bảo hành của hãng thì cô chú anh chị đừng hỏi Trần Anh xe có làm máy hay chỉnh chu gì chưa nha. Chưa hề đụng chạm đến một con tán luôn. Dòng này sẽ là có turbo nè cô chú anh chị nè. Rất là ok luôn, turbo điện tử nha. Turbo điện tử và đi đôi là ga điện luôn. Chuẩn xét đến 100%. Phấn son 7 màu hầu như rin hết. Máy đẹp lắm. Boe thiết kế khá là lớn. Boe và chúng ta sẽ có cả miếng gió nè. Ok chưa ạ? Máy 2.5 thì dòng này nó nằm cho cô chú anh chị 7 lít dầu. 7 lít dầu so với đời 2020 nha cô chú anh chị nha. Nè. Đẹp như thế này. Chất chưa? Đây là phần nỉ cách nhiệt nguyên bản của sản xuất rồi. Trên nó cabo nè. Hầu như mà tem rin là rin nha. Rin hết 100%. Không một dấu hiệu đâm pha cứng đụng lên chiếc xe nha cô chú anh chị nha. Anh chị nào đam mê về mẫu này thì alo cho em trải nghiệm phần gầm cùng với Trần Anh nè. Gầm xe đẹp lắm. Máy nè. Máy kho. Quá đẹp luôn. Đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Anh Ô Tô Đà Lạt Lâm Đồng nha. Em cập nhật về rất là nhiều xe và phục vụ cho bà con cô bác luôn. Mát rượi. Đây chỗ ngồi nè. Giàn lạnh chỉnh độc lập hết toàn bộ. Máy lạnh mở phát mát rượi luôn của chú anh chị ạ. Mới tin. Mới chạy được có 20 mấy ngàn à. Con này còn bảo hành đến 80 ngàn km nữa. Bảo hành của hãng định kỳ luôn nha. Bà con cô bác nào đam mê về mẫu này thì alo cho em. Em này là sơn đen nha cô chú anh chị nha. Bọn xe nó một quả một sơn đen, sơn rin phủ toàn bộ. 100% là chất sơn rin. Không có sơn dặm luôn. Đó là báo thẳng báo chuẩn đến với tay người sử dụng nha. Em kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.